chuyện phim xung quanh về những con người trẻ đầy tâm huyết muốn xây dựng làng nghề truyền thống nổi tiếng làm nên xứ dừa. Cơn bão khủng hoảng kinh tế cùng với những xung đột, hiểu lầm, cạnh tranh trong thương trường, những tưởng đã đẩy những bạn trẻ xa nhau hơn và bỏ cuộc. Nhưng họ đã kịp nhìn lại mình, tìm lại bản sắc cho làng nghề của mình và tìm thấy tình yêu cho cuộc đời của mình. Đón xem phim truyện Việt Nam Chuyện Xứ Dừa. Phim được phát sóng vào 12 giờ hàng ngày, phát lại 3 giờ 30 phút hôm sau trên sóng truyền hình Tiền Giang, trực tuyến trên www.thtr.vn và ứng dụng THTR, bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 năm 2020.